Em có cặp loa Bookshelf vỏ sơn mài rất là đẹp, giới thiệu cho các bác. Dòng Pioneer các bác nhé. Vỏ sơn mài này, bóng xoay gương luôn. Gần như chưa có vết xước nào luôn. Có một vài vết xước nhỏ nhỏ thôi, không đáng kể đâu các bác nhé. Các bác nghe xong rồi thì em quay chi tiết về cặp này cho các bác nhé. Xem nhé. Đây là dòng Bookshelf Pioneer vỏ sơn mài rất là đẹp. Nó kiểu kiểu vỏ của cặp NHT hôm trước em bán ấy. Đấy, về kích thước thì chiều sâu của nó khoảng 20. Đây một găng tay của em này. Chiều cao thì nó khoảng gần 30. Đấy, bề ngang thì nó khoảng gần 20, khoảng 17. Loa hai đường tiếng nhé các bác nhé. Rất là đẹp. Gần nó là gần cao su. Cặp này thì trong cái lô loa to nó về được cặp, nhìn chung là nó cũng rất là đẹp. Được 2-3 cặp. Gần như là một vài vết xước nhỏ nhỏ. Tóm lại không đáng kể. Tại vì sao và em nói một vài vết xước? Bởi vì đây là cái vỏ sơn mài. Nhìn chung là nó xước, nó nhìn nó đồ này thì không thể tránh khỏi được rồi. Đấy, dòng Pioneer các bác nhé, lô thở đằng sau đây. Các bác lưu ý dòng này nó là hàng xuất Nhật, đời cao, cho nó sẽ là made in China. Và các bác nhìn nó chữ Fabric Ang China này, xuất Nhật rồi xuất đi châu Âu, CE, xuất nhiều nơi. Cặp loa rất là đẹp nha các bác nhá. Và cái tầm tiền nó hợp lý mà, nó rẻ, tiếng rất tốt. Các bác có thể kết hợp và chơi với... Em sẽ đưa ra một vài cái gợi ý cho các bác để các bác chơi âm ly này. Âm ly anh em có thể chơi những cái dòng âm ly kiểu dạng như âm ly của bộ dàn, các bác chơi cũng kết hợp được, kể cả những cái dàn mà một cục. Đấy, các bác chơi được cặp này. Hoặc các bác nào đang có thớt dàn, các bác mà không có loa, các bác có thể mua cặp này. Nó rất hợp lý để chơi. Đấy. Và đẹp. Ê căng đầy đủ, chân căng nhé, rất là đẹp. Thực ra những cái cặp loa rẻ tiền này nó chẳng muốn đẹp đâu, những cái loa mà to to ở kia này về đẹp này thích này, bởi vì nó giá trị nó lớn. Còn những cái cặp này thì nó xấu xấu tí cũng được, nhưng mà lô này về nó lại quá đẹp, nhìn rất là chất, gần 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 cao su.
rất là luột. Hàng này anh em chơi những cái phòng nhỏ nhỏ, hoặc là các bác có những cái âm ly trên ô tô các bác kết hợp vào cũng được. Vừa rồi em thử bằng con pinner này. Đấy, các bác chơi âm ly khoảng tầm độ 20W một vế là có thể chơi được tốt cặp này rồi. Bày phòng ngủ rất đẹp. Đấy, em quay chéo này các bác sẽ thấy là cái độ bóng của nó có một vài vết vân tay vân tiếc rồi, còn rất là đẹp, bóng piano luôn. Anh em nào nhu cầu thì alo sớm cho em nhé.